Xin chào mọi người, hôm nay bác sĩ Tuấn sẽ review một trong những ca điều trị sẹo thành công tại phòng khám Dr. Net. Nhìn vào hình thì mọi người có thể thấy là tình trạng sẹo của bạn khá là nhiều và dài ở hai bên thái dương, xuống hai má và viền hàm hai bên, bao gồm nhiều loại sẹo khác nhau như là sẹo đáy tròn, sẹo đáy vuông, sẹo đáy nhọn. Trong đó sẹo đáy tròn là chiếm ưu thế, gồm cả sẹo mới hình thành và sẹo lâu năm. Ngoài ra thì tình trạng hồng ban sau mụn cũng khá là nhiều. Với tình trạng da như thế này, bác sĩ đánh giá có thể tiến hành giai đoạn điều trị sẹo và hiệu quả điều trị có thể lên đến 70% sau 4 đến 6 lần. Bác sĩ tiến hành điều trị sẹo với phác đồ cá thể hóa cho bạn, bao gồm các phương pháp như là phẫu thuật tẩy sẹo, Physio-Rational CO2, TCA, Team Mesotherapy PRP. Và đây là da của bạn sau 5 liệu trình trị sẹo. Da của bạn đáp ứng rất là tốt, có thể nhìn thấy rõ là các nốt sẹo đầy lên khoảng 80%. Thậm chí là chúng ta có thể thấy là có thể cao hơn cả 80% luôn. Về mặt da trở nên mịn màng hơn rất là rõ rệt. Tình trạng thâm sau mụn cũng cải thiện rất là rõ. Da trở nên đều màu và trắng sáng hơn rất là nhiều. Nếu các bạn vẫn còn đang băn khoăn không biết làn da của mình phù hợp với phương pháp điều trị nào, thì các bạn cứ đến phòng khám để bác sĩ trực tiếp thăm khám và lên phác đồ điều trị cho mình.